Ok nhá mọi người nhá, món bánh chuối của anh em mình hoàn thành rồi nhá. À đâu? Quên, món này phải gọi là món mực chuối. Đấy, cá rau mực này. Chuối. Đấy, mực này. Ua. Gạch. Đấy. Trứng của con mực trứng, ấy. Trứng, trứng. Đây, làm tí chuối xem là ngon để không. Cái phần đáy đáy ấy, còn mực chín nát anh ạ. Đấy, mày giữ 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 cái này. Đấy. Rồi. Cái phần chuối nó phòi ra này, nhiều không? Đấy, lấy một ít nha. Ghê gớm, ghê gớm. Chắc là ăn luôn đấy. Làm tí chuối. Bánh chuối đấy. Nào lật lên tí nữa để ăn. Để ăn tiếp tục chuyển sang ăn chuối. Rồi, ok, cái phần này cứ để đây, tự nó chín nhá mọi người nhá. Giờ sẽ sang thưởng thức cái món này chưa? Đây. Ok nhá mọi người nhá. Món mực của anh em mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ sẽ được đặt vào cái nước này, cắt ra, cắt miếng ra. Ủa, nhưng mà chuối trong này nghe không ăn thua sao? Thử xem bên trong nó có chín không nhá mọi người nhá. Bên ngoài thì quá là chín luôn. Ui. Đấy. Mực chuối. Như chuối như thế này là hơi ấm ấm, như thế này mới là ngon này. Mình sẽ thử miếng này trước nhá. Thử miếng bánh chuối này trước nhá. Nhìn nó không được đẹp nhưng mà mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon cực. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Mình chiều chiều này đói. Đây mới đúng là bánh chuối này. Ngon. Ngon nhá mọi người không? Nhưng là thử phần mực chuối. Đang đói. Ăn cả mực lẫn chuối nhá. Chấm vào sữa. Ngon lắm. Mình nghĩ là nên ăn riêng. Thế thì mình nghĩ mình không cần thử nữa. Ăn từng loại một đây nè. Bánh chuối ăn ra bánh chuối. Trứng mực ăn ra mực. Nó sẽ ngon hơn nhiều, mực vẫn rất là ngon nhá. Nó rất là giòn. Cho em miếng. Rồi. Mặc dù để tủ đã một miếng dây, lâu rồi. Dây khộp luôn mọi người ạ. Chấm mắm á. Mặc dù để tủ rất là lâu rồi nhưng mà vẫn rất là ngon. Chuối ngọt lắm, mình thích khoai miếng chuối lắm. Mực giòn ngọt. Ngày trước mà hay đi học ở cổng trường có bánh chuối, hôm nào mình cũng ăn. Bánh chuối người ta làm lắm. Là một quả chuối để bẹp một tí, cắt đôi, xong bọc bột mì bên ngoài ăn. Mình toàn ăn chuối rán không, mình bắt bỏ bột mì ăn chán rồi. Mình ăn chuối không ở trong ngon, nhưng mà có mực chuối này thì ăn mực xong ăn chuối hoặc là ăn chuối xong ăn mực thì ngon hơn. Còn ăn cả hai vào một bên thì ngọt, chuối thì bánh chuối thì nó ngọt rồi, một bên thì nó lại giòn giòn, nó không hợp vị. Dâu chiên lên thì nó lại bị dai lắm. Đó em xin một cái. Cái đuôi nó vẫn rất là dài. Giả thử một cái dâu nha mọi người nha. Dài nhất mọi người ạ. Dài. Không ngon bằng cái phần thân. Phần thân nó ăn nó giòn, giòn hơn. Thân giòn. Làm gì? Phần mực này thì phần đuôi này càng ngon. Mực này vẫn là cái mực mà mua anh em bán rong đấy, mực Thanh Hóa bán rong đấy. Và ngon hơn mực siêu thị mọi người ạ. Trăm ba 150.000 một cân. Còn thôi rồi luôn. Vâng. Rồi.
hải sản thì cái món mực vẫn là cái món rất càng nhất, vì nó rẻ và nó ngon. Nhưng với hải sản có tôm hùm thì nó đắt, nhưng mà nhiều khi ăn tôm hùm nó hay ngấy. Tôm hùm với cua hay ngấy, tôm hùm ra thắng, đặc biệt là tôm hùm bông. Chiều chiều này ra đây mất mát ăn đợi ngon lắm mát thế. Đấy, mai mình sẽ làm cái món sashimi mực này nhá. Mực này thì nó không thật đấy, mai làm món phải mua được cái lúc anh đến mới không cần đấy, không cần. Mình đường nào sashimi chả làm lạnh, làm lạnh cắt mỏng đi làm theo kiểu làm theo kiểu mực, mà nhưng mà làm theo kiểu gọi cá ba vị. Anh không biết được ngon đâu nhỉ. Mực buổi sẽ là mực, nhưng mà tất cả những gia vị phụ gia khác sẽ là đồ của gọi cá ba vị nhá mọi người nhá, để xem là nó đông tây kết hợp nó có ngon lắm, ngon hơn không. Một cái điều khá là tuyệt vời đúng không? Kết hợp được hai cái món. Trong cái món gỏi cá đấy, mà để ấn tượng cái món nước dùng đúng không? Là tần nội tạng món cá mới là các gia vị á nấu lên ăn ngon lắm mọi người. Gỏi cá thì ngon nhất vẫn là mực. Cá phải biết làm là mực. Rồi sau mình sẽ làm thử gỏi mực. Gọi mực ba vì nhá. Ngon. Tuyệt vời. Rồi. Ăn hết sảy. Bây giờ mình thất bại tại cái món này. Nồi ở bên trong ăn không ra cái gì. Nhưng mà cái mực thì nó vẫn nguyên như thế, vẫn ngon. Tách riêng ra rán. Là nó ngon. Chắc chưa người ta ăn cái phần tí nữa phần kia ngon lắm. Nhưng mà khá là tối rồi. Để anh em mình lượn, biết thế cho chó ra đồng lượn đi săn luôn. À về lấy cái đèn. Thôi cả đăng clip này mình sẽ xem kết thúc ở đây đây. Mà giờ hai anh em về dắt chó ra đồng dạo mặt đêm. Mùa hè còn mát nữa. Vẫn sắp đến mùa hè rồi. Xem mọi người những clip hay nhất ở mùa hè ngoài đồng nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá.